lời Chúa theo Thánh Marco, chương 8 từ câu 22 đến câu 26. Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida, người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay người mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay lên anh và hỏi: "Anh có thấy gì không?" Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi có thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại." Rồi người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và hẳn khỏi hẳn. Anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về và dặn: "Anh đừng có vào làng." Quý vị và các bạn thân mến, tường thuật này xem như Chúa Giêsu là người đến để hoàn tất các lời tiên tri. Như tiên tri Isaiah đã nói, đến ngày của Thiên Chúa, mắt người mù sẽ mở ra và tai người điếc sẽ nghe được. Bao nhiêu lần chúng ta đã nghe câu chuyện người mù trong Tin Mừng hôm nay? Có thể nhiều lần rồi, nhưng chúng ta tin chắc chắn rằng Tin Mừng luôn mới mẻ. Phần đánh động chúng ta hôm nay là chuyện người mù nhìn thấy người ta như thể cây cối vì anh không thấy họ rõ ràng. Điều đó chứng minh rằng trước đây anh cũng bị mù, nhưng mới có thể phân biệt được dễ dàng người và cây cối khác nhau như thế nào. Nếu anh chưa bao giờ thấy cây cối thì làm sao anh biết được có giống cái gì được? Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao Chúa Giêsu chữa người mù này qua nhiều giai đoạn mà không chữa lành cho anh ta ngay một lần không? Chúng ta biết chắc đó không phải là quyền năng Chúa có giới hạn, nên phải thử hai lần mới chữa xong bệnh của anh mù. Chắc chắn khó khăn đó bắt nguồn từ phía người mù. Đoạn Tin Mừng này muốn nói về bệnh mù thiêng liêng hơn là bệnh mù thể xác. Trước đó, Chúa Giêsu vừa mới nói chuyện với các môn đệ về việc họ không hiểu người. Chúa Giêsu nói: "Các con có mắt mà chẳng thấy." Đó là lúc chúng ta bị mù thiêng liêng. Chúng ta thường nghe nói con người bị mù quáng vì dục vọng, vì tham lam, vì giận dữ, vì ghen tương hay thành kiến. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một niềm hy vọng, vì chúng ta có bị mù về phương diện nào đi nữa, nhờ Chúa Giêsu chúng ta sẽ được chữa trị. Cách chữa trị thường qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 là chúng ta nhận thức về sự mù lòa và việc cần chữa trị. Giai đoạn 2 là tìm đến Chúa Giêsu xin người cứu giúp. Cuối cùng là đừng bao giờ nản chí bỏ cuộc cho đến khi được chữa trị hoàn toàn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không bỏ người mù cho đến khi anh ta nhìn thấy rõ ràng. Con tin chắc rằng Chúa cũng không bao giờ bỏ rơi chúng con. Amen.